thí sinh Miss Grand International đã có buổi tham quan các thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng tại Hà Nội là Hồ Gươm, Đền Ngọc Sơn và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Các đại diện quốc tế xuất hiện đầy duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam, hào hứng chia sẻ cảm nhận của mình. Hôm nay chúng tôi được mặc những bộ áo dài Việt Nam rất đẹp và đi tham quan các di tích. Thật là tuyệt vời khi chúng tôi được tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Xin chào. Thật là vinh dự và biết ơn khi tôi có mặt ở đây ngày hôm nay và mặc bộ trang phục đẹp đẽ này. Cảm ơn Việt Nam rất nhiều khi đưa chúng tôi đến đây. Hãy chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này cùng tôi nhé. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể thay mặt mọi người ở đây nói rằng quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất vui khi có mặt tại đây. Tôi rất yêu đất nước này và mong muốn được biết mọi thứ về văn hóa nơi đây. Tôi biết rằng có rất ít đất nước bảo tồn được những văn hóa thế này. Tôi rất yêu điều đó. Thật không thể chờ đợi để được thấy và biết thêm nhiều về nơi này. Với tôi rất thích trải nghiệm này. Tôi nghĩ di tích lịch sử ở đây rất đẹp. Chúng tôi được bao quanh bởi vẻ đẹp và sự thông thái. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ nhận lấy tất cả những năng lượng này và cố gắng bộc lộ vẻ đẹp bên trong của mình. Bên cạnh đó, tại các địa điểm tham quan, dàn thí sinh có những hoạt động chụp hình và tìm hiểu về lịch sử các di tích. Trước đó, Miss Grand International công bố top 5 ấn tượng gồm các đại diện của Việt Nam, Myanmar, Colombia, Brazil và Indonesia. Trong đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương giữ vị trí cao nhất trong phần bình chọn này. Với kết quả đó, 5 người đẹp đã có cơ hội dùng bữa tối cùng Chủ tịch Miss Grand International vào tối qua. Tại buổi ăn tối, các thí sinh có cơ hội giới thiệu bản thân với ông Nawaz và gây ấn tượng thông qua câu chuyện riêng. Lê Hoàng Phương không làm khán giả Việt thất vọng khi cô có thể giao tiếp khá trôi chảy bằng tiếng Anh. Đại diện Việt Nam không chỉ nói về bản thân mà còn chia sẻ với ông Nawaz, Chủ tịch Miss Grand International, những điều đặc biệt ở Việt Nam, đồng thời trao đổi về cách trải nghiệm trong cuộc sống. Đặc biệt, ông Nawaz cũng chia sẻ lý do bổ sung phần thi Grand Voice Award trong Miss Grand International năm nay. Đó chính là vì thành công trước đây của Á hậu 1 Miss Grand International 2022, Enfa Waraha. Ông cho biết, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Thế nhưng qua thời gian, cô ghi dấu ấn khi thể hiện tài năng ca hát. Như vậy, khả năng ca hát và trình diễn tốt sẽ là lợi thế không nhỏ của các người đẹp tham gia Miss Grand International. Đây cũng là cơ hội để các cô gái có khả năng lọt sâu vào vòng trong, thậm chí là tới top 10. Những ngày tiếp theo, thí sinh Miss Grand International tiếp tục với các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Vào ngày mai, mùng 6 tháng 10, sẽ diễn ra chương trình Xin chào Việt Nam và trao sắc cho thí sinh. Cuối tuần, các đại diện tham gia xem show Tinh hoa Bắc Bộ tại Tuần Châu Eco Park Quốc Oai khám phá văn hóa miền Bắc.